chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với vlog thứ 3 của Chukisan. Mỗi buổi sáng thức dậy á, thì mình cũng như đa số tất cả những người con gái khác trên thế giới này đều phải trải qua một cái hành trình chăm sóc da cũng như là make up trước khi mà bước ra đường. Vậy thì hôm nay San sẽ chia sẻ với mọi người cái hành trình đó của San sẽ gồm những bước như thế nào và mình sẽ make up cái layout nào để cho một ngày của mình nha. Mình sẽ bỏ qua những cái bước lúc mà mới ngủ dậy, ví dụ như là đánh răng, rửa mặt, sẽ bắt đầu từ những bước chăm sóc da cũng như là những cái bước make up luôn nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải kẹp tóc cho nó gọn gàng. Mình phải cuốn mái lên. Ui dồi. Xong rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu bước chăm sóc da đầu tiên. À, nếu như mà bạn nào siêng á thì mọi người muốn mà có một cái lớp make up nó kiểu căng bóng và mịn màng hơn thì trước khi mà các bước skin care cũng như là make up thì mọi người nên đắp một chiếc mặt nạ. À, sau khi mà rửa mặt xong á thì mọi người nên cân bằng da bằng toner. Và San đã chọn cái sản phẩm mà mình sử dụng đó là toner của nhà Nywis. Mình rất là thích cái em sản phẩm này bởi vì nó chứa đến 72% là nước gạo, là những cái thành phần rất là tự nhiên. Ngoài ra thì nó còn chứa rất là nhiều những khoáng chất làm cho da mình được bổ sung nhiều dưỡng chất hơn cũng như là cân bằng cái da của mình sau khi mình rửa mặt xong. Mà hồi xưa khi mà cấp 3 mà mình chưa có được xài những cái sản phẩm chăm sóc da bởi vì mẹ mình không có cho, sợ bị hư da, thì mình luôn dùng cái cách như thế này. Nấu cơm nhớ để lại nước vo gạo cho con nha. Để làm gì? Dạ rửa mặt. Chốt. À, và tiếp theo thì sẽ là bước serum. Đây cũng là một cái sản phẩm mà San khá là ưng. Và tiếp theo thì San sẽ sử dụng kem dưỡng trắng cũng như là để bổ sung thêm các cái dưỡng chất cho da bằng cái lọ kem của Nywis. Đây, thì cái sản phẩm này cũng chứa các thành phần chính từ gạo luôn, từ cám gạo và gạo lên men này. Ngoài ra thì có một cái thành phần làm sáng da đó là niacinamide. Thì cái thành phần này á, nó sẽ làm ức chế, nói chung là làm hạn chế cái sự hoạt động của melanin á, thì sẽ làm cho da mình sáng hơn và không có bị sạm màu. Và xem thấy cái thành phần này thì nó đứng thứ hai trong bảng thành phần, nên mình nghĩ là cái sản phẩm này nó sẽ có cái tác dụng khá là cao cho cái việc là làm sáng da cũng như là làm giảm những cái sạm da, thâm sạm. Mình sẽ bôi em này trước cái bước dưỡng ẩm, bởi vì da mình khá là khô nên mình sẽ thêm một bước dưỡng ẩm nữa. Nhưng mà trước khi dưỡng ẩm thì mình luôn xài cái em này, cảm giác như da mình nó mềm mịn hơn đó mọi người, cũng như là nó có cái tác dụng là dưỡng trắng nữa. Sao rất là ưng ý với cái sản phẩm này về cái độ dưỡng trắng da. Cái sản phẩm này thì sẽ không phải là một cái sản phẩm dưỡng trắng, mà các bạn khi mà bôi vào thì sẽ có tác dụng luôn trong vòng 1 tuần hay là trong vòng tầm 3-4 ngày gì đó. Nhưng mà cái sản phẩm này nó sẽ kiểu như là dưỡng từ sâu bên trong, và nó sẽ có cái tác dụng khi mà San sử dụng được tầm hơn 1 tháng rồi thì San thấy nó có cái tác dụng rõ rệt cho cái việc là làm sáng da cũng như là những cái mảng mà không đều màu trên da của San thì nó được cải thiện rất là nhiều. Tiếp theo thì mình sẽ xài thêm một lớp dưỡng ẩm mỏng thôi, bởi vì da mình rất là khô. Vừa nãy thì có xài kem dưỡng trắng da của Nywis, nhưng mà bây giờ mình sẽ xài thêm một cái lớp dưỡng ẩm mỏng thôi. Tiếp theo thì mình sẽ dưỡng mắt. Cái em dưỡng mắt này thì có một cái tác dụng là cái bọng mắt của San khá là to thì nó sẽ có tác dụng là làm kiểu bớt sưng ấy, và sẽ gom gom lại cũng như là làm cái phần da ở dưới mắt nó căng bóng hơn. Cuối cùng của bước skincare trước khi make up chính là chống nắng, một bước không thể thiếu, một bước siêu siêu quan trọng luôn nha mọi người. Khi chống nắng xong thì San đã hoàn thành bước cuối cùng trong cái hành trình skincare của mình trước khi make up. Còn bây giờ thì mình sẽ bước vào những cái bước make up nha. Đầu tiên thì sẽ là bước kem nền. Nhưng mà những cái bước make up hàng ngày của San thì San sẽ sử dụng một cái cho nó tiện hơn, đó là xài Cushion cho nó nhanh. Thật ra thì kem nền cũng nhanh nhưng mà
cushion thì không biết sao mình cảm thấy nó kiểu tiện hơn. Tiếp theo sẽ là che khuyết điểm. Mình chuẩn bị sử dụng 1 tấn che khuyết điểm cho cái vùng mắt thâm của mình. Tiếp theo là mình sẽ phủ phấn để nó cố định cái lớp nền của mình, như là làm cho cái lớp nền của mình nhìn nó mướt mát hơn. Phủ nhiều ở phần mắt nè, phần sống mũi. Nói chung là cái vùng chữ T mà nó dễ bị đổ dầu á mọi người. Sau đó thì chúng ta sẽ kẻ chân mày. Mình sẽ chải chân mày trước. Rồi và sau đó thì mọi người sẽ chỉ cần kẻ thêm một chút ở phần đuôi nữa thôi là đã hoàn thành. Một cặp chân mày nhìn sẽ tự nhiên và rất là nhanh. Ok, xong phần chân mày. Và tiếp theo thì mình sẽ đến phần tạo khối. Thật ra thì thường thì sau khi cái phần mà mọi người phủ phấn xong thì mọi người sẽ tạo khối luôn, nhưng mà Sen muốn để cho cái phần phấn nó kiểu cái nền nó hơi khô một chút á, xong rồi sau đó thì Sen mới tạo khối. Mình sẽ đánh luôn một chút highlight ở mũi, một chút ở cằm, cái phần mà nhô lên nhất đó mọi người. Tiếp theo sẽ là phần đánh mắt. Mình sẽ đánh một cái màu kiểu nhẹ nhẹ, màu nút nhẹ nhẹ, hơi cam cam, hơi nâu nâu một chút thôi. Tiếp theo sẽ là phần bấm lông mi. Là một phần mà cái hồi xưa mà mình, khi mà mình tập bấm lông mi thì đã trải qua rất là nhiều đau đớn, kẹp vô mắt đó mọi người. Nhưng mà bây giờ thì đã làm rất là thuần thục. Ok, sau đó là chút mascara thôi. Mình vừa hoàn thành xong bước kẻ mascara. Và từ một người bị cụt lông mi thì bây giờ đã có 1 kg lông mi trên mắt luôn mọi người. Tiếp theo sẽ là phần kẻ mắt. Mình sẽ dùng kẻ mắt nước và kẻ một cái phần đuôi thôi, phần đuôi mỏng mỏng. Sẽ là bước má hồng. Má hồng xong rồi mua son luôn là xong. Cuối cùng thì mình sẽ khóa tất cả những cái bước makeup của mình bằng một cái khóa nền. Thế đó mình sẽ ngồi quạt cho nó khô. Sao? Bây giờ thì mình sẽ đi làm tóc, xong sau đó đi thay đồ và đi ra ngoài đường. Hello hello, mình vừa thay đồ cũng như là làm tóc xong. Bây giờ thì mình sẽ định đi xem phim. Nhưng mà trước khi mà đi xem phim á, thì mình sẽ ghé qua một tiệm mỹ phẩm để mua thêm những sản phẩm dưỡng da của Nywis. Bởi vì mình đã gần hết rồi nên mình sẽ mua thêm. Mời mọi người cùng đi chung với mình nha. Thôi. Xin chào mọi người, mình đã có mặt tại Sammy Shop để mua sản phẩm Nywis. Mời mọi người đi cùng mình. Sun thì hay mua mỹ phẩm ở đây. Tất cả các sản phẩm luôn thì mình đều chú trọng cái việc là nó có chính hãng hay không. Vì vậy thì khi mà mọi người đến đây, mọi người có thể check được cái mã vạch này, check được bao bì này. Hoặc là nếu mà mọi người mà cảm thấy không an tâm đi nữa thì mọi người có thể gọi thẳng đến hãng và hỏi xem là những cái mỹ phẩm của họ được phân phối ở đâu. Thì đây là một trong những cái chỗ mà được phân phối mỹ phẩm chính hãng mà Sun rất là yên tâm khi mà mua. Bên kia là Nywis thì mình sẽ sang mua thêm những cái sản phẩm mà mình đã hết nha. Đi thôi. Đây, chúng ta sẽ lấy thêm kem dưỡng trắng da và cái toner này. Mọi người có thấy số 9 không? Số 9 là một cái số mà theo quan niệm của người Hàn Quốc thì đây là một con số mà tượng trưng cho sự hoàn hảo á.
nên hãy xài sản phẩm này để mặt mình hoàn hảo hơn. Hôm nay thì Sang sẽ test thử thêm chắc là kem chống nắng đi. Mình rất là quan tâm đến những sản phẩm chống nắng. Thường thì mình rất là hay thử rất là nhiều loại khác nhau á, thì hôm nay mình sẽ test thử của Nivis. Ôi, được test sản phẩm mới luôn. Test thử lên đây. Đặc biệt những cái dòng sản phẩm của Nivis mọi người được chiết xuất từ những cái thành phần rất là tự nhiên. Ví dụ như là cám gạo này, đậu xanh, đậu nành. Ngoài ra thì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm mà không có thử nghiệm trên động vật á. Ngoài cái chất lượng về mặt sản phẩm ra thì Sang thấy là cái sản phẩm này còn rất là chú trọng về cái mặt bao bì. Cái bao bì của nó thì nhìn rất là đơn giản nhưng mà nhìn rất là đẹp đúng không? Kiểu tinh khiết ấy. Và cái giá thành của nó thì mọi người có thể thấy đây, cái giá thành thì nó khá là hợp lý. Và Sang nghĩ là nó sẽ rất là phù hợp với các bạn sinh viên và học sinh á. Em tính tiền. Xin chào mọi người, mình đang có mặt tại rạp chiếu phim. Và trong khi đợi cái bộ phim của mình đến giờ chiếu á, thì còn một khoảng thời gian khá là dài nữa, nên mình sẽ quyết định là sẽ chơi một thử thách. Ở đây thì có rất là nhiều những cái máy gắp thú, nên mình sẽ có một thử thách là 200.000. Và mình đặt cược là mình sẽ gắp được 3 con thú. Và nếu như mà không hoàn thành được cái thử thách này á, thì mình sẽ để cho các bạn phạt mình bằng cách là các bạn hãy bình luận cái hình phạt ở dưới cái vlog này. Và mình sẽ chọn ra một cái để thực hiện nó trong cái vlog tiếp theo. Chơi! Là mình sẽ được 40 xu. Đúng không? Mình có nhiều khách.